Vấn đề mà con cháu thọ tang sau ngày đám của ông bà hoặc cha mẹ vừa mới chôn xong muốn xả tang thì sự việc này xảy ra cũng nhiều và nó cũng là tâm lý chung của rất nhiều người. Từ những doanh nhân thành đạt cho đến những người họ đang trên đà phát triển danh vọng, địa vị hay là những học sinh chuẩn bị vào mùa thi cử cũng đều mang cái quan niệm rằng nếu để tang thì mọi thứ sẽ không may mắn, mọi thứ không được như ý, hay nói đúng hơn là gặp những chuyện trái ngang, trắc trở và xui xẻo. Thầy xin khẳng định nó chỉ là quan niệm chứ thực tế không phải như vậy. Vì sao? Vì thọ tang nó là một cái phong tục lâu đời của người dân Việt Nam của chúng ta. Và chúng ta thọ tang rồi xả tang là chuyện mà ở trong Phật giáo bao nhiêu thời đại qua đã làm. Nhưng chữ tang này có nghĩa là tang thương. Tang thương là ly biệt, là xa rìa, là cách biệt. Cha mẹ rời xa con cái, ông bà rời xa cháu con, hoặc là con cái từ giã ông bà, cha mẹ nên gọi là tang thương. Tang thương không có nghĩa là tang tóc, là tang tành, là tan nát như chúng ta hiểu. Tang ở đây đó, nó là chỉ cho sự buồn bã, tiếc nối về một ân tình, về một con người mà người đó đã có ơn, có nghĩa, người đó đã dành rất nhiều những điều ưu ái, rất nhiều những tình cảm cho mình, nên gọi là tang thương. Thọ tang là thọ cái nghĩa, cái tình. Quấn chiếc khăn tang lên trên đầu hay là cột ngang trán là chúng ta đội lên đầu cái nghĩa, cái tình, cái ơn của người mất, là chúng ta cột lên trên đầu cái nghĩa, cái tình, cái ơn, cái bóng hình của người mất để chúng ta nhớ mãi về họ. Ở trong Phật giáo, khi những bậc tôn túc, những bậc trưởng lão lớn, các ngài viên tịch, các ngài thị tịch, các ngài qua đời, thì quý thầy, quý sư cô, những người xuất gia cũng để tang, cũng thọ tang. Nhưng đặc biệt quý thầy, quý sư cô không bao giờ xả tang. Bởi vì quan niệm của quý thầy, quý sư cô để tang những bậc trưởng lão, những bậc thầy đã dày công vì đạo pháp, những bậc thầy đã dày công vì sự phát triển giáo dục của Phật giáo, vì sự tồn vong của đạo pháp, các ngài đã hy sinh hết lòng cho đạo pháp và các ngài đã dành một đời trọn vẹn cho nhân sinh. Cái ơn đức đó vô cùng to lớn, cho nên quý thầy thọ tang là thọ cái ơn, thọ cái tình, thọ cái công đức bao la của quý ngài để nhớ mãi trong lòng, trong trái tim của mình. Vì vậy, quý thầy, quý sư cô khi thọ tang những bậc trưởng lão, những bậc hòa thượng, những bậc thầy lớn, những bậc ân sư, tôn sư của mình chỉ thọ mà không bao giờ xả, có nghĩa là lúc nào cũng nhớ, cũng nghĩ, cũng mang nặng cái nghĩa, cái ơn và cái tình đó. Tùy theo vùng miền, phong tục, tập quán của mỗi nơi mà về việc thọ và xả tang, thời gian nó có khác nhau. Chẳng hạn như ở ngoài miền Bắc thì chúng ta có thể thọ tang 3 năm. Ở miền Trung thì người ta thọ tang 2 năm 3 tháng. Ở miền Nam thì có thể thọ tang là 2 năm hoặc là 1 năm. Rồi có những người vì công ăn, vì việc làm, vì chuyện học tập cho nên có thể để tang ông bà, cha mẹ, để tang người thân, người thương 100 ngày, 49 ngày hoặc là vừa chôn rồi lại xả tang liền. Vì sợ nếu như để tang thì không cưới hỏi được, để tang thì không có tiến cử,
không có thi cử được để tăng, thì trong công ăn việc làm, trong địa vị, trong cái chuyện thăng tiến, trong sự nghiệp và quyền lực, nó không được may mắn hoặc là gặp xui xẻo. Đó là quan niệm sai lầm, chỉ là quan niệm nhân gian mà thôi. Thực tế nó không phải như vậy. Tất cả mọi chuyện may mắn nó đến hay không đến là tùy theo phước lành của mình. Và trong cuộc sống này, mình có phấn đấu, có nỗ lực hay không mà thôi. Chứ không phải vì chiếc tang mà mọi cái điều xui xẻo, mọi cái kém may mắn đến với mình. Còn vấn đề xả tang liền đó, thầy nghĩ rằng chúng ta giữ tang cũng được mà không giữ tang cũng được. Mà cái cần nhất là chúng ta nên nhớ nghĩ về cái công đức, về cái ơn, cái nghĩa của người mất đã dành cho chúng ta, để sau đó chúng ta sống tốt hơn. Theo quan điểm của nhà Phật, khi chúng ta thương nhớ một người mà đã mất đi, chúng ta muốn đền ơn họ, thì phần của chúng ta phải sống tốt hơn và làm nhiều công đức, nhiều phước lành hơn để gửi đến cho họ, để họ nương nhờ vào công đức phước lành của chúng ta mà họ được siêu thoát nhẹ nhàng, hoặc là ở cảnh giới nào đó họ được một đời sống thông dong tự tại. Như vậy cũng là cách để trả ơn. Xả tang, xin thưa các vị, nó là hình thức nghi lễ thôi, chứ vốn dĩ nó không ảnh hưởng gì đến chuyện công ăn việc làm của chúng ta. Vì vậy thầy khẳng định, giữ tang hay là xả tang không hề ảnh hưởng đến công ăn việc làm, không hề ảnh hưởng đến sự nghiệp, không hề ảnh hưởng đến sự thăng tiến trong công việc, trong danh vọng, trong địa vị, trong đời sống của chúng ta. Nên chúng ta có thể giữ cũng được mà xả cũng được, tùy theo hoàn cảnh và phong tục địa phương của từng vùng miền. Thầy xin chân thành cảm ơn câu hỏi.